quý vị khán giả bình chọn ai sẽ giành chiến thắng ạ. Một bốn ạ. Và cảm ơn anh Johnny Chiao. Vâng, pha giật trái. Quá mạnh. Vâng, Hiệp ơi bụng khỏe lại chưa vậy? 7-3. Vâng. 7-4. Vâng, mới phải trả phí đấy ạ. 4-8. Các dòng giày, trang phục thi đấu và cốt vật mặt vào, nói chung là tất. Từ trên giờ Tú thì luôn là máy hơi dầu một tí và đã quay trở lại với trận chung kết đơn nam. Nghe giọng hai người khác nhau rồi nhỉ. Vâng, phát đến là một tay vợt có lối đánh la liệt, chân rất nhanh, đòn phải rất cao quá và hai mặt đinh đích 09C. Vâng, pha đơm thì anh Hoàng bắt nhịp tốt hơn là tại set kiểu thứ hai rồi. May mắn. Dạ vâng. 3-5, dính bóng và trọng tài tính điểm cho Đinh Hoàng. Vâng, ra ngoài. Vâng, pha top đang quảng cáo ở phía dưới góc phải màn hình đấy ạ. Vâng, pha giao xoay. Vâng, pha giật bóng ra ngoài rồi. Vâng, một giật phải. Rất là khó cho Đinh Anh Hoàng. Xoay ngược rồi. Vâng, pha giật thì đấu gần đây là rất cao. Vâng, đều được mở bán tại TTR Shop. Điểm số đầu tiên. Đi giày gì mặc quần áo lớn nên là rất mong là nhận được sự ủng hộ của mọi người. Điểm số đầu tiên. Vâng, pha giật bóng quá mạnh. Vâng, pha flick. Anh Hoàng loại 3-0. Và hàng chủ. Và hàng công. Vâng, pha đờ mi không. Vâng, may mắn cho Đinh Anh. Chúng ta đến với set đấu thứ tư. Vâng, điểm số 5-60 tuổi học bóng bàn thoải mái luôn, chứ nói gì 40 tuổi. Nói thế chứ bình luận viên cũng U40 rồi đấy chứ. Vâng, may mắn cho Đinh Anh Hoàng dự tuyển quốc gia. Và như em, bình luận viên Lê Hiền Andro Chaber Z. Đấy là gói tài trợ của Andro cho đội Tây. Mặt trái thì em nhớ không rõ chứ phải và cốt thì nhớ rất rõ. Tôi vào khoảng
2 triệu anh ấy. Ôi vâng, Hoa giật bóng quá. Không nên mua đồ quá rẻ bởi vì là nó không được bền cho lắm. 4 đều. Vâng, pha flick thế này thì ngoài kỹ thuật ra thì tâm lý và bản lĩnh cũng lại chiếm một. Vâng, pha. Chín bảy và dao xoáy ngược rồi. Vâng, ngày nào anh Bình Linh cũng donate ủng hộ, vâng em xin cảm ơn ạ. Lốp rồi, vẫn còn nữa không? Máy ảnh, laptop rồi tất cả mọi thứ. Vâng, điểm số đầu tiên trong. Trả lời comment khán giả thì không bấm số. Vâng, giật trái quá mà. Vừa trả lời khách hàng, vừa trả lời viewer. Quá trời việc. Định chỉ có một thôi, không phân thân được mọi người ạ. Vâng, pha giật phải quá mạnh. Thay cốt vật, mặt vật hay có nhu cầu gì thì inbox ngay cho em. Nếu mà chưa đến lúc phải thay thì mua mới. Tay vật đến từ TNT. Vâng, quá hay cho. Quảng cáo nhiều mọi người lại ghét thì chết. Xoáy ngược rồi. May mắn. Vâng, giật ra ngoài. Đội nam đồng đội nữ chung kết vừa rồi thì chồng đánh đồng đội nam chung kết bên này, vợ đánh chung kết đồng đội nữ bên kia. Đánh bóng bàn hay số 1 Việt Nam. Vâng, điểm số thứ 6 cho. Đã, vừa mắng xong. 47. Vâng, 100.000. Vâng, nick 09C là 1.650.000. Em có bán hết. Vâng, pha giật trái quá mạnh của anh Tú. Đồng đội thì đã để thua Hải Dương tại chung kết chứ không làm hat trick vàng là hay gọi là mỏng. 9 đều. Đang xem rồi. Vâng, đúng rồi, Hoàng Bắc giải này ít nhất là 2 vàng 2 bạc. Tham gia 4 đội kim bát hủ tiếu cuối cùng tại Tiền Giang. 10 đều rồi, vâng. 450.000 mọi người nhá. 10 đều. Vâng, ra ngoài. 11-10, xoáy ngược rồi. Vâng, 11 đều. 1 thì nếu mà là em sẽ tham hào. Vâng, trái quá mạnh. Quá khó đỡ, sao quả gì đây. Vâng, 12 đều. Để ủng hộ bằng cách donate, bấm like, share, thả tim các kiểu. Ra ngoài rồi. Và trận đấu kéo dài hơn nữa. Xoáy ngược rồi. Ra ngoài rồi, trở lại thôi. 13 đều. Vâng, 13-14, xoáy ngược. 14 đều. Xem một trận chung kết 7 xét của số 1 và số 2 Việt Nam thì còn gì bằng nữa. Pha giật trái của rồi. Như vậy là xin chúc mừng Nguyễn Anh Tú đã vượt qua Đinh Anh Hoàng với tỷ số 4-1. Vâng, trận thi đấu kết